Phiên Văn Nghiên trốn thuế nhưng chưa bị phong sát. Phim đóng cùng Dương Mịch không đổi diễn viên. Thông tin công ty Viên Văn Nghiên trốn thuế làm rúng động làng giải trí Hoa ngữ trong những ngày qua. Tuy nhiên, việc Viên Văn Nghiên đã bị phong sát hay chưa vẫn là vấn đề khiến netizen đoán già đoán non. Vì cho đến thời điểm hiện tại, chưa hề có một văn bản phong sát chính thức nào dành cho Viên Văn Nghiên. Mới đây nhất có thông tin nhà sản xuất Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương có sự tham gia của Viên Văn Nghiên, Dương Mịch cùng Tuấn khẳng định không thay thế Viên Văn Nghiên. Điều này ngầm khẳng định nữ diễn viên chưa hề bị phong sát. Cụ thể, blogger đăng ảnh chụp màn hình về việc nhà sản xuất của bộ phim Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương từ chối thay thế vai nữ phụ của Viên Văn Nghiên. Được biết, có cư dân mạng đã gửi tin nhắn riêng cho nhà sản xuất để hỏi rằng liệu Viên Văn Nghiên có bị thay thế vì sự việc trốn thuế không. Tuy nhiên, nhà sản xuất đã hỏi ngược lại, ai nói thế? Điều này có nghĩa là bộ phim vẫn sẽ được quay như bình thường và vai diễn của Viên Văn Nghiên không bị thay thế. Nhiều cư dân mạng tỏ ra bất ngờ trước thông tin này. Nhiều người cho rằng kim chủ đứng sau Viên Văn Nghiên quá lớn nên nhà sản xuất đánh liều giữ lại cô nàng. Một số khác réo tên Đặng Luân, Phạm Băng Băng, Trịnh Sản. Vì nếu Viên Văn Nghiên trốn thuế không bị phong sát thì những nghệ sĩ khác cũng cần được đối xử công bằng như vậy. Bình luận của cư dân mạng: người thông minh đều biết duyên qua đường của cô Nghiên âm rồi, cứu vãn được tình hình nhưng hình ảnh đã xấu đi, tại sao lại cứ nhất định phải giữ lại khi có không ít diễn viên diễn xuất tốt hơn cô? Đưa xe buýt đủ lâu, cái gì cũng có thể xảy ra, cùng trốn thuế, cùng bị khui, nhưng kết cục lại khác nhau. Wow, coi như được mở mang tầm mắt. Nghĩ lại khi fan cô cãi không có kim chủ, tôi lại cười kha kha. Không hiểu nghĩ cái gì, đến lúc quay xong đắp chiếu thì tội cả đoàn lắm, bao công sức dầm mưa dại nắng. Ủa, vậy là chị này không bị làm sao hết hả? Do vụ này nhẹ hay là kim chủ to thế? Còn cái ông sản xuất này cũng quá cứng. Hình ảnh chị này coi như xuống sông rồi vẫn giữ lại. Sau này phim lên bị anti tẩy chay thì lại chả khóc. Ồ, vậy là trốn thuế không phải vấn đề là kim chủ không đủ mạnh thôi. Theo đó, giữa tháng 6 năm nay, công ty riêng của Viên Văn Nghiên bị phát hiện trốn thuế và bị buộc phải nộp phạt 978.000 nhân dân tệ, tương đương hơn 3,4 tỷ Việt Nam đồng. Đến đầu tháng 7, thì Viên Văn Nghiên bất ngờ rút khỏi vị trí người đại diện pháp luật của công ty, vị trí cổ đông và giám đốc điều hành công ty cũng được thay thế bằng những người khác. Cũng từ đây, cư dân mạng chính thức đặt dấu chấm hỏi về việc công ty của Viên Văn Nghiên trốn thuế thì liệu đã nộp phạt hay chưa? Sau khi đặt bút tính toán, đáp án cư dân mạng nhận được là sau khi trốn tránh trách nhiệm bằng cách thay đổi cơ cấu quản lý trong công ty, Viên Văn Nghiên đã không hề đóng bù thuế. Điều khiến nhiều người phẫn nộ hơn đó là ngoài studio thì chính chủ đến nay vẫn chưa hề lên tiếng xin lỗi trước hành động này của mình. Sự việc vỡ lẽ, nhãn hàng Dior xóa bỏ bài viết liên quan đến Viên Văn Nghiên. Cũng có luồng thông tin chưa chính thức cho biết, đài truyền hình Hồ Nam sắp tới sẽ tiến hành chỉnh sửa các sóng nữ diễn viên trong các bộ phim, các đài đồng loạt dừng phát sóng Thuyền Cứu Nạn Hy Vọng. So với vụ việc trước đây không lâu của Đặng Luân thì vụ việc của Viên Văn Nghiên mang tính nghiêm trọng hơn nhiều. Không những số tiền trốn thuế lớn hơn, không chịu nộp bù sau khi bị phát hiện, không lên tiếng xin lỗi mà Viên Văn Nghiên còn cố tình phủi bỏ trách nhiệm. Song đến nay, cô nàng vẫn khá nhẫn nhơ, trong khi Đặng Luân lại bị phong sát toàn diện chỉ sau một giờ sự việc vỡ lẽ. Nhiều người vì thấy bất bình mà đã đồng loạt lên tiếng yêu cầu cấm sóng Viên Văn Nghiên, đồng thời bày tỏ nếu không cấm sóng Viên Văn Nghiên thì hãy đem Phạm Băng Băng và Đặng Luân trở lại hoạt động như xưa. Theo đó, một blogger đã lên bài so sánh sự bất công trong hai vụ việc trốn thuế của Đặng Luân và Viên Văn Nghiên như sau. Đặng Luân chỉ trốn có hơn 3 triệu nhân dân tệ nhưng lại bị đặt tiêu đề thành gần 100 triệu. Đã tích cực hợp tác chủ động trình báo sự việc sau đó, bản thân đã lên tiếng xin lỗi. Trong vòng 1 giờ, bị tập thể các tài khoản có tích xanh, tài khoản chính phủ cùng nhiều hot search oanh tạc cấm sóng. Viên Văn Nghiên trốn hơn 8 triệu nhân dân tệ, tiêu đề chỉ ghi bị phạt gần 1 triệu. Trong đêm cuối tuần thay đổi thành công người đại diện pháp nhân của công ty, trốn tránh trách nhiệm trước hành vi sai trái của mình, đến nay chính chủ vẫn chưa lên tiếng xin lỗi, bị chỉ trích không có thành ý nhận lỗi. Đã khoảng 10 tiếng trôi qua kể từ khi sự việc xảy ra, nhưng vẫn chỉ bị điểm danh bằng ngôn từ nhẹ nhàng là công ty trốn thuế. Trong khi trước đó, Viên Văn Nghiên là đại diện pháp nhân, đại cổ đông, người điều hành, nắm 100% cổ phần của công ty. Hiện tại, vụ việc của Viên Văn Nghiên chưa hoàn toàn ngã ngũ, nhưng đứng trên phương diện pháp luật, màn ve sầu lục xác của cô nàng đã giúp cô thoát khỏi hành vi liên quan vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, sự việc bị phanh phui đến mức lên bản tin nóng thì nguy cơ trong thời gian tới, sự nghiệp của cô nàng cũng sẽ không dễ dàng nữa. Một số tác phẩm cô đóng chính đang chờ ngày lên sóng có bị ảnh hưởng hay không thì phải một thời gian nữa mới biết được.